Thực hiện điều trị từ năm 2013 chỉ với 129 bệnh nhân, đến nay đã có gần 2.000 lượt bệnh nhân được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, từ đó góp phần giảm tỷ lệ sử dụng ma túy, dự phòng lây nhiễm HIV, cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân và ổn định trật tự xã hội. Một buổi lấy máu làm xét nghiệm HIV cho trên 500 người bệnh đang điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Đây là hoạt động được Trung tâm Y tế thành phố và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện phối hợp thực hiện thường xuyên nhằm sàng lọc, kiểm soát sớm các trường hợp mắc HIV/AIDS mới để có hướng tư vấn, can thiệp, điều trị kịp thời. Trước đây khi chưa đi uống methadone thì em đi cai nghiện thì khi trở về thì tâm lý không được ổn định và được bạn bè rủ rê thì em đã sử dụng ma túy lại. Bây giờ thì uống methadone thì khám và tư vấn truyền thông em thấy là tốt cho bản thân, ổn định về tâm lý và yên tâm điều trị bệnh. Theo dõi trực tiếp thì vẫn còn một số đối tượng sử dụng methadone nhưng mà vẫn có những lúc là tiêm trích ma túy. Thế thì đối với cái nhóm này thì vẫn là cái nhóm đối tượng nguy cơ cao nhất ở trong cái nhóm lây truyền HIV trên địa bàn của thành phố, vẫn là cái đối tượng chúng tôi rất là quan tâm. Toàn tỉnh có 1.500 bệnh nhân đang điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Trong quá trình điều trị, người bệnh thường xuyên được theo dõi, làm xét nghiệm đánh giá điều chỉnh giảm liều, kiểm tra dự phòng các bệnh truyền nhiễm như lao, viêm gan C, B và nhất là HIV để hỗ trợ điều trị kịp thời. Từ năm 2015 thì lúc đấy là 139 người mà phát hiện ra là nhiễm HIV do tiêm trích, thì sang đến năm 2021 thì chỉ còn 11 trường hợp người nhiễm mà phát hiện do tiêm trích. Hiện nay thì 100% các trường hợp đang điều trị nghiện thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone thì không phát hiện ra trường hợp nào nhiễm HIV mới qua cái sàng lọc xét nghiệm HIV hàng định kỳ. Được quan tâm hỗ trợ chăm sóc điều trị tích cực, hiện 1.200 bệnh nhân đã được chuyển vào giai đoạn duy trì ổn định liều. Tỷ lệ không sử dụng ma túy đạt 80%. Người nghiện một ngày nếu như không đi điều trị bằng methadone mà vẫn lang thang ở ngoài thì một ngày người ta tiêu tốn từ 200.000 đến 300.000 cho một lần hít hoặc là chích ma túy. Thế thì như vậy cũng đã tiết kiệm được một cái khoản chi phí rất là lớn đối với xã hội và cũng như là bản thân các gia đình có người nghiện. Điều trị methadone được Tổ chức Y tế Thế giới WHO coi là giải pháp vàng cho người nghiện chất dạng thuốc phiện. Theo nghiên cứu đánh giá, ngoài những tín hiệu tích cực đối với sức khỏe của bệnh nhân thì điều trị cai nghiện bằng methadone còn giúp giảm tải gánh nặng về kinh tế, đảm bảo an ninh an toàn và trật tự xã hội.